Xin chào các em học sinh lớp 12A1, rất vui được gặp lại các em trong video này. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của Unit 1 là Part B Speaking, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hành nói trong video này nha các em. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên là Task 1. Read the following sentences and tick the ones that apply to you and your family. Yêu cầu của phần Task 1 là hãy đọc những câu sau và đánh dấu tích vào những câu mà phù hợp với bạn và gia đình của các bạn. Bây giờ cô sẽ đọc từng câu cho các em nghe nha. Câu số 1. In my family, only my father works. Câu số 2. Members of my family share the household chores. Câu số 3. My responsibility in the family is to wash the dishes. Câu số 4. In my family, the interest we share closely is watching football. Câu số 5. I often share my personal secrets with my father. Câu số 6. I always talk to my parents before making an important decision. Tiếp theo là mình sẽ đi vào giải thích nội dung của từng câu. Câu thứ nhất mình sẽ dịch là trong gia đình của tôi chỉ có cha tôi làm việc. Làm việc ở đây là làm việc kiếm tiền đó các em. Câu số 2, những thành viên trong gia đình tôi chia sẻ công việc nhà với nhau. Câu số 3, trách nhiệm của tôi trong gia đình là rửa bát đĩa. Câu số 4, trong gia đình tôi, sở thích mà chúng tôi chia sẻ một cách gần gũi hoặc là một cách thân mật, đó chính là xem bóng đá. Từ closely này mình có thể dịch là một cách gần gũi hoặc là một cách thân mật đều được. Câu số 5, tôi thường chia sẻ bí mật cá nhân của tôi với cha tôi. Câu số 6, tôi luôn nói chuyện với cha mẹ của tôi trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. Sau khi nghe cô đọc và giải thích nghĩa của từng câu, các em hãy lựa chọn những cái nội dung nào mà phù hợp với các em và gia đình của các em nhé. Ví dụ theo cô thì cô sẽ lựa chọn những câu sau mà phù hợp với cô và gia đình cô. Đó là cô sẽ chọn câu số 1 nè, câu số 3 nè, câu số 4 nè và câu số 6. Phần này á, mình thấy nội dung nào phù hợp với gia đình mình và mình thì mình lựa chọn. Chứ phần này không có phân biệt câu nào đúng câu nào sai nha các em. Nên các em cứ yên tâm mà lựa chọn theo những gì mà mình thấy là phù hợp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần task 1. Tiếp theo mình sẽ qua phần task 2 và task 3. Hai phần này thì cô sẽ gộp lại thành một phần theo yêu cầu của chương trình ha. Và cô cũng chỉnh lại một cái chỗ nhỏ cái yêu cầu của cái phần này như sau. Prepare a list of questions, then using the questions to ask your partner about his or her family life. Note down the answer in the table. Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi, sau đó sử dụng các câu hỏi này để hỏi bạn của mình về đời sống gia đình của cô ấy hoặc là của anh ấy. Ghi chú câu trả lời vào cái bảng. Và đây là những cái nội dung cho mình để đặt câu hỏi tương ứng với nó. Câu đầu tiên, who works in the family? Ai làm việc trong gia đình? Thì mình có thể đặt câu hỏi tương ứng như sau. Câu số 1. Who works in your family? Ai làm việc trong gia đình của bạn? Cái ý thứ hai là who does the household chores? Ai làm công việc nhà? Thì mình có thể đặt câu hỏi tương ứng thứ hai tiếp theo là who does the household chores in your family? Ai làm việc nhà trong gia đình của bạn? Ý thứ ba là your friend's responsibility in the family. Trách nhiệm của người bạn của bạn trong gia đình, thì mình đặt câu hỏi tương ứng như sau. What's your responsibility in your family? Trách nhiệm của bạn trong gia đình là gì? Rồi, ý thứ tư,
The interest the family members share closely. Cái sở thích mà các thành viên gia đình chia sẻ một cách thân mật. Thì mình có câu hỏi tương ứng là What interest do your family members share closely? Ý thứ năm, The person your friend often share his or her secret with. Người mà bạn của bạn thường chia sẻ bí mật. Vậy mình có câu hỏi tương ứng như sau. Who do you often share your secrets with? Bạn thường chia sẻ bí mật của bạn với ai? Rồi ý thứ sáu. The person your friend talked to before making an important decision. Cái người mà bạn của bạn á, nói chuyện trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. Vậy mình có câu hỏi thứ sáu tương ứng là Who do you talk to before making an important decision? Như vậy là mình đã hoàn thành xong danh sách 6 câu hỏi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng 6 câu hỏi này để hỏi về đời sống gia đình của bạn mình. Rồi mình ghi cái câu trả lời đó vào cái bảng. Và đây là cái nội dung tiếp theo của phần Task 2 và Task 3. Đây là 6 câu hỏi mình đã chuẩn bị. Rồi ở đây nè, partner 1, cô cho bạn đó tên là Tam. Còn partner 2 á, là người bạn của các em nha. Bây giờ cô sẽ thực hành, đóng vai thực hành là người hỏi và đóng vai Tam để trả lời cho các em nghe. Và các em có thể là chú ý để thực hiện cái đoạn hội thoại với bạn mình. Câu số 1. Who works in your family, Tam? Rồi, bạn Tam sẽ trả lời. Both my parents work in my family. Như vậy, cô sẽ ghi chú cái câu trả lời của bạn Tam vào đây là both parents. Tiếp theo câu số 2. Who does the household chores in your family? Bạn Tam sẽ trả lời. My mother does the household chore in my family. Vậy cô sẽ ghi chú cái câu trả lời là mother. Câu số 3. What's your responsibility in the family? Bạn Tam sẽ trả lời. My responsibility is wash the dishes and help my sister study. Vậy cô sẽ ghi chú cái câu trả lời ngắn gọn là wash dishes, help sister study. Vậy là rửa bát đĩa và giúp em gái học bài. Câu số 4. What interest do your family members share closely? Bạn Tam trả lời. The interest my family members share closely is watching news on TV. Vậy cô sẽ viết cái câu trả lời là watching news on TV là xem tin tức trên TV. Câu số 6. Who do you often share your secret with? Bạn Tam sẽ trả lời. I often share my secret with my father. Vậy cô sẽ ghi cái câu trả lời là father. Câu số 6. Who do you talk to before making an important decision? Tam trả lời. I always talk to my parents before making an important decision. Vậy cô sẽ ghi vào đây là parents. Đó, tương tự các em thực hành hỏi và trả lời câu trả lời của bạn mình đó. Các em sẽ ghi vào đây cho cô ha. Nhớ là mình ghi tóm tắt ngắn gọn giống như cô như vậy nè. Và nhớ các câu trả lời phải khác với của cô nha, để cho cái bài nói của mình nó thêm phong phú hơn. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua phần task 4. Cô cũng thay đổi một chút xíu, yêu cầu khác với trong sách giáo khoa một chút. Tell your different partners about the information you have collected. Hãy nói hoặc là kể cho những cái người bạn khác của mình đó về cái thông tin mà mình đã thu thập được. Những thông tin mình thu thập được ở trong phần task 2 và task 3 nha các em. Giống như hồi nãy cô đã thực hành ví dụ là cô hỏi bạn Tam. Bây giờ cô sẽ thuật lại cái bài hỏi bạn Tam cho các bạn khác của cô nghe. Và cô sẽ nói như sau. I talk to Tam. Both his parents work.
But only his mother does the household chores. His responsibility in the family is to wash the dishes and help his sister study. The interest his family members share closely is watching news on TV. He often shares his secret with the father. He always talks to his parents before making an important decision. Đó, cô đọc chậm để cho các em dễ nghe. Rồi các em lưu ý nè, những cái câu trả lời á, mà cô ghi chú ở trong cái phần tác chu và tác truy đó là cô gạch ở đây cho các em dễ nhìn thấy ha, và dễ áp dụng vào trong cái bài nói của mình. Và đây cũng là cái phần bài tập cô yêu cầu các em phải hoàn thành. Đó, bài tập về nhà là các em sẽ practice speaking more at home, là thực hành nói nhiều hơn ở nhà. Và tiếp theo là write a paragraph about your partner's home life. That's four. Là viết một đoạn văn về cái đời sống gia đình của người bạn của mình. Và cô mở ngoặc ở đây là task four, là hồi nãy cô có yêu cầu mình hoàn thành đó các em. Mình phỏng vấn bạn mình xong rồi, xong mình kể lại, mình viết thành một đoạn văn cho cô. Mong là các em sẽ thực hiện tốt như những lời cô nói. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô rất là cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video sau nha.